Hà Nội FC có buổi tập cuối cùng tại thủ đô trước khi lên Pleiku vào ngày mai để chuẩn bị cho trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Trận cầu tâm điểm của vòng 10 diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Một điều đáng chú ý, buổi tập của câu lạc bộ Đá Hà Nội được một người Hàn Quốc theo dõi từ đầu đến cuối. Đây được cho là huấn luyện viên Park Chu-kyon, huấn luyện viên sẽ dẫn dắt Hà Nội FC trong thời gian tới đây. Dù lớn nhất của huấn luyện viên Park Chu-kyon đã làm trợ lý 6 năm tại câu lạc bộ Joongbuk Hyundai Motor, đội bóng mạnh nhất tại Hàn Quốc, cùng với câu lạc bộ hùng mạnh của Hàn Quốc, giành 4 danh hiệu vô địch quốc gia 2014, 2015, 2017 và 2018. Năm 2018, ông chuyển sang Trung Quốc huấn luyện câu lạc bộ Thiên Tân Quyền Kiện, sau đó đổi tên thành Thiên Tân Thiên Hải. Lần lượt cùng câu lạc bộ đứng hạng 9 mùa giải 2018 giải vô địch quốc gia Trung Quốc và hạng 14 năm 2019. Huấn luyện viên Park Chung-kyon từng là thầy của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Alexander Pato hay Axel Witsel khi làm việc ở đội bóng ở thành phố Thiên Tân. Tháng 5 năm 2020, câu lạc bộ Thiên Tân Thiên Hải tuyên bố giải thể chỉ một ngày sau khi nộp đơn xin bỏ giải vì khó khăn về mặt tài chính. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không nắm một đội nào trong hơn một năm qua trước khi được cho là nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hà Nội FC ở trận đấu tới sẽ đón chào sự quay trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau án treo giò, nhưng lực lượng vẫn còn mỏng khi nhiều trụ cột vẫn đang bị chấn thương và lĩnh thẻ phạt. Ngoại binh Giovane khẳng định Hà Nội sẽ tìm mọi cách để giành chiến thắng trước Hoàng Gia Lai. Một điều đáng lưu ý, Hà Nội FC chưa từng thua Hoàng Gia Lai từ tháng 10 năm 2017.